hoa hồng vỉa hè. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món bánh rất là tuyệt vời. Em gái mình cho cũng không ngon lắm đâu ấy, nhưng mà mình cứ khen cho bạn ấy. Ngon lắm, ngon lắm mọi người ạ. Mọi người có tip nào giảm cân không? Chỉ cho mình mới. Mình biết một tip ấy, tránh xa em gái mình. Mình ăn uống đầy đủ nhá. Ngày nào em gái mình cũng nhắn là chị ăn đi chưa, đi về đi ăn không. Nhà mình sẽ ăn hai lần là bình thường. Bánh ba xà xíu nha mọi người. Bữa trưa hôm nay mình chỉ được ăn cái bánh này và một quả trứng thôi. Nhưng mà trong comment á thì mọi người cũng chửi cái đứa Lâm mà bảo là đang ở danh đang bị tin. Chất thế, tặng với thằng bố mày không đẻ ra mày đó. Anh thì bánh mì xong mà tự tăng mẹ 2 cân nữa. Không, em hỏi anh đấy, anh đi đi rồi, bánh này chỉ là 5 phút chạy bộ thôi. 5 phút chạy bộ tầm bao nhiêu calo anh biết. Bây giờ mình sẽ đi phụ học bài 3 phút rồi. Ui mọi người còn chịu thành viên ẩn danh.